Alo, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay rất vui lại được gặp cả nhà trong video của HSC và chúng ta sẽ review lại thị trường vào ngày hôm nay nhé. Và hôm nay là hôm giao dịch hôm thứ hai. Chúng ta đặc biệt là trong room phái sinh của Châu thì chúng ta đã chứng kiến một phiên giao dịch mà chứa đựng khá là nhiều yếu tố về mặt cảm xúc. Thực ra thì chúng ta không có nhiều xu hướng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Lý do thì cũng đơn giản thôi, chắc cả nhà cũng cũng biết là chúng ta đang nói đến vấn đề gì rồi. Đó là Covid-19 thì hiện nay vẫn đang rất nặng. Thật sự nặng. Và thời điểm mà cuối tuần thì có giãn cách xã hội tại Hà Nội cũng như là Hồ Chí Minh thì bây giờ cũng đang đóng cửa hết. Nói chung là sẽ lockdown thành phố sau 16 giờ. Thì đây là những cái động thái để chúng ta cùng cùng chiến đấu và cùng cùng xử lý với Covid-19. Thì đây là yếu tố mình đánh giá là cần phải làm để chúng ta có một cuộc sống bình thường mới. Tuy nhiên là với điều kiện thị trường nói chung thì diễn biến ngày hôm nay như thế nào? Khi mà chúng ta đang có một số thông tin rất là tiêu cực đến vào những ngày cuối tuần. Ví dụ đi, mình nhắc lại thôi. Những ngày cuối tuần trước đây chúng ta đón những thông tin ví dụ như lockdown tại Hồ Chí Minh, sau đó 15 này, 16 này và sau đó là thông tin về giãn cách toàn tỉnh miền Nam. Xin lỗi là toàn khu vực miền Nam và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có tiếp tục một thông tin về về giãn cách tại Hà Nội. Thực ra là thông tin về giãn cách tại Hà Nội thì mình đánh giá là nên xuất hiện vào phiên giao dịch của hôm thứ Sáu chứ không phải là hôm nay. Mà lý do hôm nay có thị trường có nhịp tăng thì họ đến từ yếu tố mình đánh giá là ở cái mức độ phân vân của dòng tiền nhiều hơn. Tức là dòng tiền họ không rõ là liệu có cái áp lực giảm sâu nữa hay không. Nhưng mà cũng đồng thời là việc mà phục hồi lại từ phía các chỉ số dẫn dắt toàn cầu, ví dụ là chỉ số SPX, phiên dịch của hôm thứ Sáu tăng trưởng rất là ổn, thậm chí là vượt vùng đỉnh giá. Hay là với chỉ số từ ngay cả từ phía cái đồng đô, phía phía Bitcoin, một tài sản mà mang tính BTC đúng không? Một tài sản mang tính đầu cơ rất là cao thì Bitcoin cũng đang dấu hiệu tăng trở lại, tăng tương đối là lớn đấy, tăng hơn 10% về lại cái mức của 33.000. Nhìn chung thì những cái tài sản mang tính đầu cơ cao nó chỉ xuất hiện cái nhịp tăng khi nào, khi mà mọi thứ đang ổn và yếu tố đầu cơ nó sẽ hấp dẫn lại thị trường thì lúc này nó mới có nhịp tăng. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với thị trường trong nước thì cái yếu tố mà dẫn dắt thị trường lần này đến từ yếu tố nào thì mình sẽ đánh giá là nhìn chung cần phải nói rõ là phiên giao dịch hôm nay thanh khoản rất thấp. Đây là yếu tố đầu tiên. Có thể thấy một điều là cái sự cạn nguồn cung nó đã xuất hiện rồi. Đáng ra là chúng ta sẽ kỳ vọng một áp lực bán ngay cả trong anh chị mà hôm hôm có sọt hôm sau ấy thì kỳ vọng là sẽ được ăn rất là mạnh, được nhiều. Và thời điểm của ngày hôm nay thì quá nhiều thông tin tiêu cực xuất hiện nhưng rõ ràng nó không không xuất hiện điều này. Nó cũng đã có một cái nhịp nhún rất là sâu khoảng hơn 1%. Nhưng mà sau đó thì áp lực bán nó không còn nữa. Thực tế ra bây giờ mà gọi là bán thì chả bán. Lý do đó khiến cho là việc việc mà cái dòng tiền họ bán ra ngày hôm nay không không nhiều và chúng ta có động lực nào mua vào hay không thì bây giờ vẫn chưa thấy, chưa chưa thật sự là thấy có dòng tiền mua vào. Hôm nay những nhóm ngành về mảng tài chính là bị điều chỉnh giảm sâu, chỉ số Financial Index bị giảm khá là sâu. Cụ thể là với nhóm 8300 của nhóm ngân hàng thì hôm nay là áp lực giảm. Tiếp tục là một nhóm về tài chính 8100 đúng không? Xin lỗi là 800. Nhóm tài chính cũng có áp lực điều chỉnh giảm. Nhưng nếu mà trường hợp chúng ta nhìn lại đi thì cái nhóm ngành mà mình đang kỳ vọng là kéo lại thị trường là nhóm 8600, là nhóm về bất động sản thì hôm nay lại tiếp tục những nhịp tăng. Ví dụ là có thể nhìn thấy là cổ ví dụ SSC hay là cổ của Nam Long Group tăng trưởng vượt đỉnh đúng không ạ? Vượt, tức là nó gần như xóa đi toàn bộ những cái đà giảm trước đây, hay là những cổ khác KDH, hay là những cổ mà trước đây chưa hề nhắc đến CRE hôm nay cũng tăng, hay là những cổ phiếu mà trong room tư vấn cho cũng nói về cổ ví dụ TDM, đây là cổ về điện nước, hay là BVKE, đây là những cổ phiếu mà toàn mang tính về về Covid-19 cả. Thì đến thời hiện tại có thể thấy là cái dòng tiền phân hóa rất rõ. Nếu như trước đây thì việc điều chỉnh giảm là điều chỉnh nó hết cỡ, là tất cả các cổ phiếu mã nào cũng giảm, thì đến ngày hôm nay có thể khẳng định rõ là có một số nhóm ngành bắt đầu tăng trưởng vượt trở lại. Ví dụ như cổ về cảng German Desk hôm nay tăng vượt vượt đỉnh, gần gần như là vượt đỉnh, hay là cổ phiếu HAH
cũng tăng vượt đỉnh, hay là cổ ILB hôm nay cũng có nhịp kéo rút đầu, nhưng mà dù sao nữa là rút đầu trong cái tình huống là đang tăng 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 ổn. Hay là nhóm ngành công nghệ cũng đã bắt đầu tăng, về FPT, FRT về bán lẻ, DG World hôm nay cũng tăng trần. Tức là sao ạ? Tức là đến thời điểm này có vẻ như thị trường nó không không còn những dấu hiệu mà cho thấy là quá tuyệt vọng nữa, và dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường rồi. Và đây là yếu tố mình đánh giá là khá khá thú vị và tích cực cho thị trường thời điểm này. Nhưng nếu trường hợp mà những nhóm ngành lớn, ví dụ là nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành bất động sản mà vẫn im hơi lặng tiếng, tức là vẫn chưa thật sự là quay lại kéo thị trường lúc này, thì chúng ta vẫn chưa thể kỳ vọng là thị trường sẽ tốt. Tức là sao? Tức là cái xu hướng đi lên nó sẽ cần có cổ phiếu trụ, nếu mà không có trụ thì sẽ không có xu hướng. Ở đây là chúng ta đang nói về nhóm ngân hàng. Ngân hàng hiện nay vẫn đang điều chỉnh khá là tệ trong một vài thời gian, nhưng có vẻ như đang có sự thay đổi về về các vị thế với nhau rồi. Đó là trong khi nhóm ngân hàng yếu đi thì chúng ta lại có sự đổi ngôi của bất động sản. Bất động sản quay trở lại thị trường. Bất động sản với Novaland ngày hôm nay là kéo phiên ATC, hay là VHM, hay là BRR, KDH, Nam Long Group đúng không ạ? Chỉ có về VIX, VRE hay là BCM đều đang đang gọi là không tốt thôi, cũng không phải là quá tệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cái nhóm dẫn dắt thị trường lúc này, nếu chúng ta vẫn kiên trì mà theo những gì mình khuyến nghị trong một thời gian là công nghệ và bán lẻ và dịch vụ, thì lúc này chúng ta hoàn toàn là vui vẻ và không bị ảnh hưởng một tí nào đến tài khoản, thậm chí là còn tăng, ví dụ như là FPT, SSI, BCI, HCM trong những giai đoạn thị trường khó khăn nhất, VND. Ok nhá. Thì do đó thì mình có thể khẳng định là đến thời điểm này chúng ta không nói về những câu chuyện là thị trường sẽ sập, sẽ gãy sâu hay là bị gì nữa, mà đơn giản là chúng ta đang kỳ vọng một cái vùng đáy thứ hai. Trong trường hợp mà có một cái áp lực rút chân tại vùng đáy thứ hai, thế đây là yếu tố rất tích cực, đặc biệt là chúng ta nhìn vào mẫu hình của nến tuần. Trường hợp nến tuần như mình nói đấy, trước đây là một mẫu hình của doji thì bây giờ là mẫu hình tăng trưởng trở lại. Thì nếu chỉ cần thôi, chỉ cần mà chúng ta có phục hồi vượt qua cái đồ thị của nến tuần trước xem như đáy, đây là cái có vẻ như là nó rõ ràng nhất, thì chúng ta có thể kỳ vọng là đây là yếu tố đáy. Ngoài ra thì cái chỉ báo tâm lý thị trường cũng đang khẳng định điều này. Một điều là khá thú vị đúng không ạ? Khi mà chúng ta đang đứng ở giữa cái vùng đỉnh của Covid-19, thậm chí không phải là đỉnh mà cái vùng tăng cao thôi. Thậm chí là những thông tin gần đây càng lúc càng tiêu cực, những cái ca lây hơn 10.000, và cái việc mà thị trường lúc này đang cân bằng trở lại tại vùng vùng giá nền, chúng ta cần phải xác định rõ là hiện nay thông tin đang xấu nhưng thị trường lại không xấu hơn. Thì có hai yếu tố, một là đã cạn cái nguồn cung trước đấy rồi, và yếu tố thứ hai là có thể dòng cầu, lực mua chưa chưa thực sự quay trở lại khi là họ chưa được thuyết phục một lần nữa. Ví dụ là có một cái tin hay là một cái áp lực bán nhún xuống với thanh khoản không hề có, thì lúc này là lúc mà chúng ta nên mua vào, bởi vì lúc này là lúc mà thật sự là đáy. Với thanh khoản thì vốn hóa cũng tương tự như vậy, và theo đà tăng trưởng cũng tương tự như vậy. Thì tức là sao, chúng ta đang ở trong một tình huống là đoán đáy, liệu có đáy hay không. Thì với mình thì liệu chúng ta chưa đoán được đáy, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể khẳng định là áp lực giảm nó sẽ không còn quá sâu nữa. Nếu trường hợp mà giảm sâu nữa thì mình chưa biết là một lý do gì xấu hơn để mà giảm sâu thôi. Bây giờ chúng ta không không kỳ vọng là giảm quá là sâu nữa nhé. Đến thời điểm hiện tại thì xem như là cũng mình nghĩ là khá ổn rồi, khi mà tiền chờ mua và tiền chờ bán bắt đầu phân tách nhau ra, nó không không còn cái thời điểm thường là phân tách nhau là những thời điểm như thế này, là những thời điểm mà chúng ta xác định là thị trường sẽ có một nhịp tăng ít nhất là trong ngắn hạn. Ok nhé. Thì đó là một số nhìn nhận trong phiên dịch của ngày hôm nay. Mình sẽ xem qua một số mã cổ phiếu cụ thể xem có mã nào ổn hay không. Chúng ta cùng xem thử về cổ phiếu TCB, đồ thị ngày đúng không ạ? Về TCB, về cổ phiếu TCB thì hôm nay là giữ được nền, mặc dù là không 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 quá tốt. Khi mà trước đó là tạo mô hình ghép đảo bay, nhưng cuối cùng là bị Covid khiến cho nó về lại nền cũ. Với cổ phiếu trụ FPT thì quá ổn rồi, trụ FPT thì không không nói gì thêm nữa. Nếu mà chúng ta cứ kiên trì mua một thời gian thì bây giờ đang hưởng quả ngọt đúng không ạ? Từ mức giá 85 khuyến nghị lần đầu. Hay là với cổ Masan, Masan này có nhịp chỉnh này. Nhịp chỉnh thì sau cùng là rút chân, không đáng ngại, về một loại 6 rút chân lại tiếp tục tăng. Hay là với cổ STB, STB thì mình không nghĩ là STB sẽ hỗ trợ được thị trường lần này đâu. Mà chỉ có những cổ liên quan đến bán lẻ, hay là liên quan đến công nghệ thì có thể. Ví dụ như là cổ của Mobile World thì cũng đang giữ nền, cũng là một cổ lớn đang giữ nền mà bị ảnh hưởng bởi cái thông tin truyền thông gần đây, báo đài gần đây hơi xấu, và khi mà thanh khoản mỏng thì
chắc chắn điều là áp lực sẽ đến Disney World để tăng trần, thậm chí là về lại đỉnh cũ. Đây là những yếu tố cho thấy chúng ta đang kỳ vọng một cách tích cực cho thị trường trong ngắn hạn. Do vậy nhé, nếu mà chúng ta tranh thủ cơ hội hồi giá hồi để bắt đầu cơ cấu lại một số các cổ phiếu yếu, và chúng ta bắt đầu mở những vị thế mới trong những cổ phiếu mà giữ được ít nhất là đường EMA 50 đến hiện tại. Đây là một cổ phiếu, là một thời điểm rất là ổn để mà chúng ta xử lý nhé. Ok, đó một số nhìn nhận trong phiên dịch đầu tuần thôi. Xin cảm ơn cả chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi, và mình xin gặp lại cả nhà trong bài video lần sau nhé, ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại chị các bạn. Xin chào tạm biệt.